Chào quý vị và các bạn. Chương trình hộp thư truyền hình VTV Phú Yên hôm nay sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung đơn của ông Lê Tấn An ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên về việc ông Phạm Đình Xuân ngăn cản không cho ông sửa nhà trên chính diện tích đất của mình. Một giải đáp pháp luật sẽ trả lời những thư hỏi liên quan đến việc thừa hưởng, phân chia tài sản, di sản do cha mẹ để lại. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhịp cầu VTV Phú Yên. Khán giả Lê Thị Thúy Diễm, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, viết thư về chương trình bày tỏ: Em là một khán giả trung thành của VTV Phú Yên, nhất là chương trình phim truyện. Xin hỏi sắp tới VTV Phú Yên sẽ phát sóng những bộ phim mới nào? Nếu có, chương trình có thể phát sóng những bộ phim hành động như Mật danh Iris hay Kế hoạch B được không? Bạn Thúy Diễm thân mến, hộp thư truyền hình rất cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà bạn đã dành cho VTV Phú Yên. Thể theo yêu cầu của bạn cùng nhiều khán giả khác, sắp tới VTV Phú Yên sẽ giới thiệu đến bạn xem đài bộ phim hành động tình cảm của Hàn Quốc, Âm mưu Athena. Bộ phim lấy bối cảnh chính là Viện Tình báo chống khủng bố quốc gia MBS và những bí mật xoay quanh tổ chức khủng bố mang tên của vị nữ thần chiến tranh Athena, nhằm vào mục tiêu thay đổi cán cân quyền lực trên toàn thế giới. Nhiệm vụ hàng đầu của Viện Tình báo chống khủng bố quốc gia MBS là bảo vệ dự án phát triển năng lượng hạt nhân kiểu mới của Hàn Quốc, mục tiêu tấn công của Athena. Ở Viện Tình báo chống khủng bố quốc gia MBS, Lee Jung-woo do Jung-woo Sung đóng và Han Ja-hee do Lee Ji-a thủ vai là các đặc vụ hiện trường hàng đầu, luôn là lựa chọn số 1 cho những nhiệm vụ đặc biệt. Bộ phim được thực hiện ở 7 quốc gia với kinh phí lớn và dàn diễn viên nổi bật của xứ sở Kim Chi. Phim dài 20 tập được phát sóng trong tháng 10 này. Mời Thúy Diễm cùng quý khán giả chú ý đón xem. Cũng là một lá thư của khán giả yêu thích chương trình phim truyện, nhưng khán giả Phạm Hoàng Trí, tỉnh Phú Yên, bày tỏ mong muốn được xem lại bộ phim Cao thủ học đường từng phát sóng trên kênh VTV Phú Yên. Hộp thư truyền hình đã chuyển yêu cầu của em Trí đến bộ phận khai thác chương trình phim truyện và được biết VTV Phú Yên sẽ phát lại bộ phim này trong thời gian sớm nhất. Khi nào có lịch phát sóng cụ thể, hộp thư truyền hình sẽ thông báo để em Trí và quý khán giả tiện theo dõi. Thưa quý khán giả, bên cạnh phim truyện VTV Phú Yên còn chú trọng đến việc khai thác, sản xuất những chương trình, chuyên mục hay để phục vụ khán giả. Và trong thời gian đến, VTV Phú Yên sẽ giới thiệu đến quý khán giả chương trình mới, Khám phá. Với thời lượng từ 15 đến 20 phút, đây là chương trình thực tế hấp dẫn, kỳ thú. Mỗi chương trình là một nhân vật trải nghiệm khác nhau. Và nhân vật trải nghiệm sẽ đưa các bạn đến với những danh lam thắng cảnh, những vùng đất mới lạ, cùng tìm hiểu về lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, thưởng thức hương vị mặn mòi, mang đậm hương vị của mỗi vùng miền hay khám phá những điều mới lạ khác mà ta chưa từng biết đến. Số đầu tiên của chương trình sẽ đưa các bạn đến với Núi Voi, một xã của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chương trình được phát vào lúc 8:50 thứ Tư ngày 10 tháng 10 trên VTV Phú Yên. Mời quý khán giả đón theo dõi. Thưa quý khán giả, tuần qua, hộp thư truyền hình VTV Phú Yên tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của khán giả hỏi về các vấn đề liên quan đến pháp luật. Trong chương trình hôm nay, luật sư Lê Hồng Duật sẽ giải đáp một số thắc mắc cũng như hướng dẫn các thủ tục pháp lý về việc phân chia tài sản, di sản của cha mẹ để lại. Trước tiên là thư của ông Huỳnh Đình Xuân ở khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Trong thư ông viết: Cha mẹ tôi có 9 người con, 5 trai, 4 gái. Nay cha mẹ tôi qua đời không để lại di chúc. Hiện em út dành hết nhà cửa, đất đai. Xin hỏi, việc làm của em tôi là đúng hay sai? Tôi là con thứ trong gia đình có được hưởng tài sản cha mẹ để lại hay không? Tôi phải nhờ cơ quan nào giải quyết? Xin được nhờ luật sư giải đáp cho trường hợp của ông Xuân. Vấn đề của ông hỏi thì theo quy định tại điều 675 và điều 676 Bộ luật dân sự thì nếu như cha mẹ của ông qua đời mà không để lại di chúc thì cái tài sản đó sẽ được phân chia theo quy định pháp luật. Và theo quy định pháp luật thì các đồng thừa kế bao gồm có các anh chị em của ông và ông bà nội của ông, nếu ông bà nội của ông còn sống thì sẽ được hưởng phần thừa kế ngang nhau. Ông là một trong những đồng thừa kế đó và là thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên được hưởng phần di sản như các anh chị em khác. Và trong trường hợp này, nếu các anh em của ông
mà không thỏa thuận được với nhau về vấn đề phân chia di sản thừa kế thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cụ thể ở đây là Ủy ban Nhân dân phường Phú Thạnh. Nếu mà Ủy ban Nhân dân phường Phú Thạnh không hòa giải được thì ông có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa giải quyết theo quy định pháp luật. Chị Nguyễn Thị Năm ở thôn Phú Hòa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên hỏi: Nguyên trước đây mẹ tôi có mảnh đất Tân Giai 400m² cho tôi canh tác. Sau khi mẹ tôi qua đời năm 2002, tôi vẫn tiếp tục sử dụng mảnh đất này. Năm 2008, anh em tôi hợp lại bàn chia đất. Tôi hỏi xin mảnh đất mẹ cho tôi sử dụng bấy lâu nay và đều được các anh em đồng ý. Năm 2012, anh em tôi đòi lấy lại mảnh đất đó với lý do là cho không cả giấy tờ. Xin hỏi việc anh em tôi đòi lấy lại đất như vậy là đúng hay sai? Tôi phải nhờ cơ quan nào giải quyết? Xin mời luật sư. Về vấn đề này thì theo quy định tại luật đất đai năm 2003 và quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 thì quyền sử dụng đất cũng là di sản thừa kế, tài sản thừa kế giống như các loại tài sản khác. Do vậy khi cha mẹ của chị mà qua đời không để lại di chúc thì quyền sử dụng đất này cũng được phân chia theo quy định pháp luật. Và các anh chị của chị vẫn được quyền thừa hưởng nó. Và theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp này, nếu mà việc tặng cho không được lập thành văn bản và không được công chứng chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc tặng cho đó là chưa có giá trị pháp lý. Trong trường hợp này thì các anh chị của chị vẫn được quyền yêu cầu phân chia di sản theo quy định pháp luật. Mà cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này là Tòa án Nhân dân huyện Tuy An. Chị Trần Thị Lan ở 347 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên hỏi: Ba mẹ tôi có 6 người con, ba mẹ tôi qua đời không để lại di chúc. Ông Trần Minh Tâm, một trong 6 người con trước đây ở với ba mẹ tôi tại phường 5, thành phố Tuy Hòa, ngang nhiên xây dựng trên đất cha mẹ tôi để lại mà chưa có sự đồng ý của anh em tôi trong gia đình. Chúng tôi đã gửi đơn đến chính quyền của địa phương, Ủy ban Nhân dân phường 5 đã lập biên bản xử lý và ra quyết định xử phạt, nhưng ông Tâm vẫn tiếp tục xây dựng. Vậy chúng tôi phải nhờ đến cơ quan nào để ngăn chặn việc xây dựng của ông Tâm? Về vấn đề này thì theo quy định của pháp luật, cụ thể là quy định tại tại khoản 2 điều 639 Bộ luật Dân sự quy định rằng người đang quản lý di sản, người đang chiếm hữu và sử dụng di sản thì không được quyền tự ý mua bán, tặng cho, trao đổi hay là định đoạt đối với di sản đó nếu chưa có sự đồng ý của các đồng thừa kế. Như vậy trong trường hợp này, nếu anh của chị mà đã tự ý xây dựng nhà trên đất là di sản thừa kế do cha mẹ để lại thì đối chiếu với quy định pháp luật nêu trên là không đúng. Chị có quyền yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường 5 đứng ra can thiệp giải quyết sự việc. Nếu Ủy ban Nhân dân phường 5 không hòa giải được thì chị có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa giải quyết. Và bên cạnh đó thì chị có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. Một lá thư đến từ xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Chị Trương Thị Lệ Kim Hiền hỏi: Ba mẹ tôi ly hôn nhưng ba không chịu chi phần đất nông nghiệp cho tôi và em gái đã có chồng. Tôi có hỏi các cô chú ở tòa và được khuyên nên làm đơn nhờ xã can thiệp và chia hộ. Xin hỏi làm như thế có được không? Về vấn đề này, khi ly hôn, nếu cha mẹ của chị là chủ sử dụng đối với quyền sử dụng đất đó và quyền sử dụng đất này do cha mẹ chị tự tạo lập nên thì cha mẹ chị có quyền quyết định đối với việc phân chia tài sản đó. Và việc có phân chia tài sản này cho chị em của chị hay không thì tùy thuộc vào quyền quyết định của cha mẹ chị. Và nếu như quyền sử dụng đất này là đất do nhà nước cấp cho hộ gia đình của cha mẹ chị và trong đó chị em của chị cũng là thành viên của hộ gia đình thì đối với trường hợp này thì chị em của chị có quyền và chị có quyền yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã An Phú đứng ra can thiệp giải quyết vụ việc. Và nếu như Ủy ban Nhân dân xã An Phú không giải quyết được thì chị có quyền yêu cầu tòa án xem xét giải quyết. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Kính thưa quý khán giả, ngày 17 tháng 9 năm 2012, hộp thư truyền hình VTV Phú Yên có nhận được đơn của ông Lê Tấn An ở thôn Phú Hiệp 1, xã Hoài Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên,
khiếu nại việc gia đình ông sửa chữa lại mái nhà, nhưng bị gia đình ông Phạm Đình Xuân nhiều lần ngăn cản, đập phá. Theo đơn trình bày của ông Lê Tấn An, phóng viên hộp thư truyền hình VTV Phú Yên tìm đến hiện trường và được biết ngôi nhà gia đình ông An đang sinh sống có diện tích khoảng 243m², được xây dựng vào năm 1982. Hơn 30 năm sử dụng nên phần mái của gian bếp bị xuống cấp trầm trọng. Gia đình ông An đã 3 lần sửa chữa lại phần nhà bị hư hỏng này, nhưng cả 3 lần đều bị gia đình ông Phạm Đình Xuân có hành vi hăm dọa, đập phá và ngăn cản. Mặc dù khu đất của gia đình ông Xuân nằm tách biệt hoàn toàn với gia đình ông An. Tôi viết đơn, tôi trình thẳng với ông chủ tịch, rồi vô đây ông nói là cô như là như vậy thì cô như đâu có động chạm gì dứ, đâu có dày làm sao nổi lấn. Người ta chỉ xây tiếp lên mà làm sao lấn. Con tôi năm giờ nó kêu thợ xén hai công ra xây nữa, cô như là nó trọt sạch trơn, nó không có cho xây. Mâu thuẫn giữa gia đình ông Lê Tấn An và ông Phạm Đình Xuân trước đây đã được các cấp chính quyền địa phương hòa giải 2 lần, nhưng đều không thành. Đến lần tu sửa thứ 3, vì tiếp tục bị gia đình ông Xuân ngăn cản, nên ông An yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Trung can thiệp, giải quyết. Tại buổi làm việc với phóng viên hộp thư truyền hình, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Trung cho biết. Trong thời gian vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Trung có nhận được cái đơn khiếu nại của ông Lê Tấn An về việc ông tiến hành sửa chữa nhà ở thì bị cha con ông Phạm Đình Xuân ra ngăn cản và phá cái công trình xây dựng của ông Lê Tấn An. Sau đó thì Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Trung đã tiến hành làm việc, cử cán bộ coi như đến trực tiếp cái hiện trường để xác định lại cái diện tích đất đai của mỗi gia đình. Tuy nhiên ấy, cái nhà ông An thì xây dựng vào năm 1982. Cho nên thì và ông An ở ổn định từ năm 1982 đến nay. Là căn cứ theo khoản 2 điều 10 của cái luật đất đai ấy, thì người ta quy định là nhà nước không giải quyết trả lại đất, giải quyết cái việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho các tổ chức cá nhân sử dụng ổn định trước năm 1900 ngày mùng 15 tháng 10 năm 1993 đến nay. Đấy. Cho nên cái việc chúng tôi đã giải thích cho ông Xuân rằng là cái việc mà ông đập phá nhà ông An là vi phạm pháp luật và cái việc ông đòi lại đất của nhà ông An là không có cơ sở pháp lý. Việc gia đình ông Phạm Đình Xuân cố ý đập phá, ngăn cản việc sửa nhà của gia đình ông Lê Tấn An là không đúng với quy định của pháp luật. Nhưng không những không nhận ra sai phạm mà gia đình ông Xuân đã 2 lần có hành vi đập phá, làm ảnh hưởng đến trật tự thôn xóm và hơn hết là gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình ông An. Nhờ các cấp coi như là gì ở đây coi như giải quyết giùm, rồi chứ coi như ba má coi như chưa nhà lại có ở chứ mưa gió thấy mưa gió đâu không có ngõ ở, giờ coi như già đâu giờ mà nhờ chính quyền can thiệp giùm. Chúng tôi muốn là làm sao để tạo điều kiện cho ông An và ông Xuân nó được có một cái mối quan hệ tình làng nghĩa xóm nó tốt hơn ấy, thì chúng tôi muốn là giải quyết làm sao nó vừa mang tính theo pháp lý mà vừa có sự đồng thuận cao. Thì còn về mặt nguyên tắc mà nói ấy, thì nhà ông An đã xây dựng ổn định trước năm 1983, có nghĩa là trước khi luật đất đai ra đời, thì ông An, phần nhà của ông An cơi nới là hợp pháp, cho nên chúng tôi luôn luôn bảo vệ cái quan điểm là nhà ông An là vẫn được duy trì và xây dựng lại. Trong quá trình chúng tôi nhìn thấy mà nếu như giải quyết tuyên truyền vận động gia đình ông Phạm Đình Xuân mà ông không chấp hành, thì chúng tôi sẽ tiến hành các cái biện pháp đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý theo quy định của pháp luật. Tranh chấp đất đai vẫn thường xảy ra ở nhiều nơi và cách giải quyết trước mắt của chính quyền sở tại vẫn là hòa giải với sự đồng thuận tốt nhất từ các bên tranh chấp. Tuy nhiên, nếu đã được nhắc nhở mà vẫn cố tình vi phạm như trường hợp của gia đình ông Phạm Đình Xuân, thì chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cần có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm để gia đình ông Lê Tấn An sớm hoàn tất việc tu sửa, ổn định cuộc sống. Thưa quý khán giả, tuần qua, hộp thư truyền hình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mai ở Ngọc Sơn Tây, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên, phản ánh về việc chính quyền địa phương đã nhằm tên người khác trên diện tích đất của bà. VTV Phú Yên sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này trong chương trình hộp thư truyền hình tiếp theo. Hộp thư truyền hình kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.